chào bà con và anh em. Trước tiên mình cũng gửi lời cảm ơn bà con anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Hôm nay thì mình cũng lên một lô hoa giấy Mỹ ghép Lâm Thạch bông cho anh em chơi Tết nhằm phục vụ anh em chơi trong cái dịp Tết này. Mình xin giới thiệu với anh em là cây mã số 1 của mình. Cây mã số 1 này là cây sắc pháo ghép Cẩm Thạch nha anh em. Sắc pháo ghép Cẩm Thạch. Thân thì đẹp, giót ngọn, tế nở. Thân không bể thì vết vậy anh em. Có mấy cái mặt cắt thì mình cũng chét keo cho nó kéo keo lành thẹo đó, cho nó lành da đây. Cây đế nở quá đẹp anh em ơi. Cây này không hư mục gì hết, tàn đều, tàn chi đều nha anh em. Bông chơi Tết bảo đảm anh em chơi qua Tết luôn. Bông này là chơi qua Tết luôn á anh em ơi. Đế nở rất đẹp, thân giót ngọn, chi phân đều hết, không thiếu chỗ nào, thân không hư mục gì nha anh em. Liền hết, vậy mặt cắt thì mình chắc keo thôi chứ thân không hư mục gì hết. Cái thành phẩm anh em chơi Tết là ok. Để mình đo cái thông số và báo giá cho anh em tham khảo luôn. Chiều cao, chiều cao là hết cả thước anh em ơi, tầm 1m8 cho lên anh em tính từ mặt chậu á, hết 1m, hết cả thước 1m8 cho lên á. Tán rộng, tán rộng này cũng tầm 1m8 nè anh em ơi, hết cả thước sải tay mình đó. Còn cái đế hoành gốc nha anh em, đo hoành gốc cho anh em tham khảo luôn. Đây hoành gốc là 73, hoành gốc 73, thân liền giót ngọn nha anh em, không có hư mục nha anh em. Mấy cái mặt cắt thì mình chỉ chắc keo cho nó lành thẹo thôi. Trên cái eo này, eo này cũng 69 anh em ơi. Đế nở rất đẹp nha anh em. Cây mã số 1, giấy sắc pháo ghép Cẩm Thạch, giao lưu với anh em là 30 triệu, bao ship 200 km nha anh em. Cây này là bông là anh em chơi qua Tết luôn. Lớp dưới này lên bông đều, lớp trên này đang lên bông, còn hơi thưa nhưng mà còn đang lên bông nha anh em. Cây này chơi ok. Tiếp tục cây có mã số 4 anh em ơi, mã số không thứ tự anh em ơi. Tiếp tục cây mã số 4 anh em ơi, một cây phôi Mỹ. Chiều cao, chiều cao 55 anh em ơi, cao 55, hoành thân 28, hoành cũ 84 anh em ơi, phôi Mỹ, không tì vết gì anh em. Giao lưu với anh em là 6 triệu, một cái phôi Mỹ anh em, không tì vết gì hết. Tiếp tục cây có mã số 17 anh em ơi. Cây mã số 17, giấy Mỹ ghép Cẩm Thạch màu hồng, giao lưu với anh em là 2 triệu 2, giao lưu tại vườn không bao ship nha anh em. Chiều cao là 48, nhận ship chứ không bao ship. Tán rộng là 65 anh em ơi, tán rộng 65, thằng giấy Mỹ ghép Cẩm Thạch màu hồng nha anh em. Bông này chơi qua Tết vẫn còn ok, bảo đảm luôn. Cây mã số 17, 2 triệu 2. Tiếp tục là cây mã số 7 nha anh em ơi. Cây mã số 7, giấy Mỹ ghép Cẩm Thạch luôn, bông chơi Tết ok nha anh em. Chiều cao là 52 anh em ơi, cao 52, tán rộng là 80 anh em ơi,
cao 52 tấn cộng 80, cái thân cũ của cái cây, cây này cũng gốc như con Phú nha nè, thân cũ của cây là 43 nè em ơi, thân cũ cây 43, gốc như một con Phú ngồi, cây mã số 7, giao lưu với anh em là 3,5 triệu, không bao ship, giao lưu tại vườn, nhận ship nhưng mà không bao ship nha anh em, cây mã số 7. Tiếp tục là cây mã số 3 anh em ơi, cây mã số 3 sát khóa ghép cẩm thạch nha anh em, cây này cũng có cái dáng nằm nằm, nó bay cũng tựa tựa như con thú anh em ơi, chiều cao của cây là 76, chiều cao 76, tán rộng là 1m2 anh em ơi, tán rộng 1m2, cao 76. Hoành thân, hoành thân là 41 anh em ơi, hoành thân 41, cây này là cây sát pháo ghép cẩm thạch nha anh em, cây này giao lưu với anh em là 6 triệu phí ship thương lượng nha anh em, cây này to. Tiếp tục cây có mã số 6, cái mã số 6 này giao lưu với anh em là 2 triệu, cái này bông chơi Tết là ok nha anh em, bông lên gực gỡ cho rồi, bông này bảo đảm anh em chơi qua Tết luôn, bông này hơn 1 tháng nó cũng vẫn còn chưa tàn hết anh em ơi, chiều cao là 57 nè, cao 57, tán rộng 70 anh em ơi, cao 57 tán rộng 70, thân này gốc quái quái như con thú đang trượt, mã số 6 giao lưu với anh em là 2 triệu, giao lưu tại vườn nha anh em, không có bao ship anh em ơi. Tiếp tục là mã số 15 anh em ơi, mã số 15 bông này gỡ nha anh em, cho Tết là ok anh em ơi, mã số 15 giấy Mỹ ghép cẩm thạch, chiều cao cao 75 anh em ơi, cao 75, tán rộng là 67, thân gốc quái quái xè bằng tay mình nè, cổ này thì tầm 10 à, nhưng mà cái này tầm hơn gan tay mình, gốc quái, giao lưu với anh em 2,2 triệu luôn. Tiếp tục là cây mã số 5 anh em ơi, cây mã số 5 gốc thú Mỹ ghép cẩm thạch luôn anh em, này cũng gốc dáng quái thú anh em ơi, một con thú đang ngồi, mã số 5 giao lưu với anh em là 3,5 triệu luôn, đo thông số cho anh em tham khảo luôn, chiều cao cao là 6,70 anh em ơi, cao 70, tán rộng 90 anh em ơi, tán rộng 90, hoành thân, hoành thân là 45 anh em ơi, hoành thân 45, Mỹ ghép cẩm thạch, mã số 5 giao lưu với anh em 3,5 triệu. Tiếp tục cây mã số 19 anh em ơi, giao lưu với anh em 1,9 triệu luôn, Mỹ ghép cẩm thạch luôn, bông này là lô này là chơi Tết nha anh em, lô này mình cũng lên lô cuối cùng cho anh em chơi Tết này, chắc qua năm mình mới lên clip tiếp nữa, 42 chiều cao anh em ơi, tán rộng là 65, ăn củ đế nở, con sai lùng mini nha anh em, giao lưu với anh em là 1,9 triệu. Cây này có mã số 19 đó nha anh em. Tiếp tục là cây có mã số 18, cây mã số 18 anh em ơi, Mỹ ghép cẩm thạch, lô này toàn lô bông chơi Tết không nha anh em,
Cái này giao lưu với anh em 2,2 triệu luôn, mã số 18. Cao là 49. Rộng 70. Hoành thân. Hoành thân 25 anh em ơi. Mã số 18, giao lưu với anh em là 2,2 triệu luôn. Tiếp tục cây mã số 13 anh em ơi. 13 này giao lưu anh em 1,5 triệu à. Cho anh em về chơi Tết thoải mái luôn. Toàn là lô bông thôi anh em. Chiều cao 60. Chiều cao 60, tán rộng. Tán rộng là 70 anh em ơi, tán rộng 70. Hoành thân này khoảng 10 anh em. Cây mã số 13, giao lưu với anh em là 1,5 triệu luôn. Cho anh em về chơi Tết thoải mái, bông. Tiếp tục là cây mã số 11 anh em ơi. Cây mã số 11 màu hồng. Thân gốc quái nha anh em. Bông này chơi Tết ok anh em ơi. Giấy Mỹ ghép cẩm thạch màu hồng, mã số 11, giao lưu với anh em là 2,2 triệu. Cái này lùng nha anh em. Cao 30 anh em ơi. Cao 30 à. Rộng 65, cao 30 rộng 65 mà thân gốc quái. Giao lưu với anh em là 2,2 triệu. Anh em cần gọi trực tiếp cho mình số điện thoại là 0939396500 nha anh em. Cũng là số Zalo của mình luôn. Tiếp tục là cây mã số 16 nha anh em. Cây mã số 16, giao lưu với anh em 1,5 triệu luôn. Rẻ đẹp bông ok. Chiều cao 60, tán rộng 70. Thân gốc thì khoảng 10. Gốc này khoảng 10 thôi nhưng mà đế nở đẹp. Mã số 16 giao lưu anh em 1,5 triệu à. Giao lưu tại vườn không bao ship nha anh em. Tiếp tục là cây mã số 8 anh em ơi. Cây mã số 8, cây nào cũng bông ok hết trơn nha anh em. Cái địa chỉ của mình là đường Nguyễn Văn Cừ nói dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khu dân cư Hồng Phát nha anh em. Có liên hệ trực tiếp nha mình qua số điện thoại là 0939396500. Cũng là số Zalo của mình luôn. Cây mã số 8, chiều cao là 40 anh em ơi. Chiều cao 40. Tán rộng này 68 anh em ơi, tán rộng 68. Cây này mã số 8 giao lưu với anh em 1,7 triệu. Thằng này cũng gốc quái quái nha anh em, như một con thú vậy nè. 1,7 triệu giao lưu tại vườn không có bao ship nha anh em. Giao lưu tại vườn không có bao ship. Tiếp tục là cây Mỹ ghép cũng thật luôn anh em ơi. Cây này giao lưu giá mềm cho anh em chơi luôn, 800k mã số 10. 800k mã số 10 nha anh em. Chiều cao 48 anh em ơi. Tán rộng 65. 800k mã số 10. Hoành thì khoảng 10 à. Quá rẻ quá đẹp cho anh em chơi luôn. Đi xa ok. Tiếp tục là cây giấy Mỹ ghép cẩm thạch màu hồng luôn anh em ơi. Cây giấy Mỹ ghép cẩm thạch màu hồng. Thân gốc quái nha anh em. Cây có mã số 9. Cây mã số 9, Mỹ ghép cẩm thạch màu hồng. Bông này là chơi là ok anh em. Cây nào như cây nấy mình xử lý bông cho anh em chơi hết. Cây này giao lưu với anh em là 2,1 triệu. Chiều cao là 46. Tán rộng là 55 anh em ơi. Cao 46, tán rộng 55. Thân gốc quái. Uống lượng xấy xấy. Mã số 9 giao lưu với anh em là 2,1 triệu. Giao lưu tại vườn nha anh em. Tiếp tục là cây cái mã số 12 anh em ơi. Mã số 12 giao lưu anh em 1,5 triệu luôn. Bông thì ok, anh em khỏi lo. Bông thì ok rồi, chơi Tết là thoải mái luôn. Khỏi sợ bông gì nữa. Tán rộng là 75. Cao 55. Cao 55, tán rộng 75. Hoành thân là 20 anh em ơi. Hoành thân 20 à. Giao lưu với anh em 1,5 triệu. Giao lưu tại vườn không bao ship. Nhận ship toàn quốc không bao ship nha anh em. Tiếp tục là cây có mã số 14 anh em ơi. Cây mã số 14, giao lưu với anh em 1,5 triệu luôn. Rẻ đẹp cho anh em chơi. Chiều cao là 68 anh em ơi. Cao 68, tán rộng 60. Hoành thân này khoảng 10 anh em ơi. Giao lưu với anh em 1,5 triệu, giao lưu tại vườn không bao ship nha anh em. Nhận ship toàn quốc không bao ship. Cái clip này là mình cũng cái clip cuối cùng của năm rồi anh em ơi.
phục vụ cho anh em cho Tết luôn. Tiếp tục là cây đỏ thái nha anh em, cây sắc pháo đỏ thái, chiều cao tầm 1m8 anh em ơi, cao khỏi đầu mình, cao khoảng 1m8 anh em ơi, tán rộng là trên 1m5 anh em ơi, tán rộng hơn cây thước trên 1m5. Cây này có mã số 2 nha anh em, đỏ thái có mã số 2, đỏ thái có mã số 2 nha anh em. Hoành thân, hoành thân là 37 anh em ơi, hoành thân 37 là cây này không mục gì hết trơn anh em, cây này không hư mục gì hết trơn nha anh em. Cây này đặc đỏ thái nha anh em, cây này có mã số 2, thoát thân, thoát thân này 65 anh em ơi, thoát thân 65 đỏ thái, bông này gỡ nha anh em, chơi Tết luôn, ok đỏ gực luôn. Có ghép không? Cây này sắc pháo ghép đỏ thái anh em ơi, cây này mã số 2 giao lưu với anh em là 8 triệu, thành phẩm nhận ship 200 km anh em ơi. Thì mình giới thiệu bao nhiêu cho anh em phục vụ trong cái Tết này thôi. Thì mình cũng cảm ơn bà con anh em đã phục vụ, cảm ơn mình đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào bà con anh em, mong bà con anh em ủng hộ mình trong cái clip này là clip cuối cùng của năm. Thì mong bà con anh em có nhiều sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn bà con anh em đã tin tưởng ủng hộ mình.